các bạn thí sinh thân mến. Em tên Tăng Tuấn Giao, đến từ lớp 82 trường Trung học cơ sở Ngô Lạc. Đến với hội thi giới thiệu sách trực tuyến, lời đầu tiên cho phép em gọi đến ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy cô và chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trong xã hội của chúng ta hiện nay có không ít cá nhân có những quan niệm sai lầm về cuộc sống và cũng không ít người lơ là chuyện học cách ứng xử giao tiếp trong cuộc sống. Điều đó đôi khi khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên trắc trở và khó khăn hơn. Để khắc phục được tình trạng này, có nhiều nhà văn học, nhiều nhà tâm lý học cho ra đời những quyển sách hay, đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích về cách thức ứng xử, cư xử và giao tiếp với mọi người để đạt được thành công trong cuộc sống. Trong đó tác phẩm được xem là tiêu biểu nhất của là quyển sách Nhân Tâm của nhà văn Dale Carnegie. Với Nhân Tâm được coi là cuốn sách của mọi thời đại và một hiện tượng đáng kinh ngạc trong ngành xuất bản Hoa Kỳ. Gần 80 năm kể từ khi ra đời, cái Nhân Tâm là cuốn sách gói đầu giường của nhiều thế hệ luôn muốn hoàn thiện chính mình để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp và thành công. Quyển sách Nhân Tâm được Dale Carnegie viết và được xuất bản lần đầu vào năm 1936 tại Mỹ và được phát hành tại Việt Nam bởi nhà xuất bản Tâm Học Thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách có 319 trang với 4 phần và 30 chương, có khung khổ là 14,5 x 20,5 cm và được in tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in báo Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách thu hút chúng ta từ trang bìa có hai gam màu nóng và lạnh, màu xanh navy và màu đỏ đô. Tên quyển sách được thiết kế bằng chữ trắng và trên màu đỏ. Đỏ tên tác phẩm và tiêu đề phụ là How to Win Friends and Influence People và được thiết kế màu vàng đồng nổi bật trên nền xanh navy. Quyển sách có giá 79.000. Cái Nhân Tâm How to Win Friends and Influence People của Dale Carnegie là tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của mọi thời đại. Nội dung xoay quanh quyển sách này thiên về kỹ năng sống gắn liền với đạo đức, sự chân thành trong giao tiếp và những kinh nghiệm để đúc kết ra những nguyên tắc tưởng chừng như vô cùng ngược ngạo, vô lý nhưng lại lôi xích dưới cái nhìn vừa sâu sắc thực tế. Cuốn sách Đáng Nhân Tâm được chia làm 4 nội dung chính và mỗi phần cũng là một bài học về cuộc sống. Phần 1, nghệ thuật ứng xử cơ bản. Ở phần này, chúng ta được đọc những câu chuyện thực tế mà tác giả đã chứng kiến hoặc trải qua nó. Mỗi câu chuyện mang lại những ý nghĩa có mối liên kết lại với nhau như không nên trách móc với than phiền thù oán. Muốn lấy được mật thì đừng phá tổ ong. Trách móc một người nào đó là một việc dễ dàng. Thay vào đó, bạn hãy ngó lơ sự phán xét đó mà rộng lượng, đồng thời tha thứ cho người đó và bỏ qua hết mọi chuyện thì mới đáng được tự hào. Biết khen ngợi và nhận được ơn nghĩa của người khác mới là bí mật lớn về phép cư xử. Sáu cách tạo thiện cảm. Nội dung phần 2 của cuốn sách sẽ giới thiệu đến bạn 6 cách để tạo thiện cảm với người khác, giúp họ yêu quý và tôn trọng bạn hơn. Đó là thành thật quan tâm đến người khác. Cách đơn giản mà bạn có thể tạo ấn tượng tốt đẹp đó là hãy mỉm cười để mọi việc luôn suôn sẻ. Hãy luôn ghi nhớ tên của họ và mỗi khi giao tiếp, hãy gọi họ với những cái tên thân thương. Để trở thành người giao tiếp khéo léo, bạn cần phải biết lắng nghe và khuyến khích người khác, thu hút sự quan tâm của người khác bằng cách nói về điều người khác quan tâm. Đó là 6 điều mà bạn cần lưu ý khi giao tiếp để tạo thiện cảm với người khác. Phần 3, 12 cách hướng người khác suy nghĩ theo bạn. Trong tất cả các phần trong nội dung sách Đáng Nhân Tâm thì phần 3 được đánh giá là mang lại cho bạn nhiều bài học đắt nhất. Đó là những cách giúp bạn có thể hướng suy nghĩ của người khác giống với suy nghĩ của bạn. Làm được như vậy, bạn chỉ cần tuân thủ theo những nguyên tắc sau: không tranh cãi với người khác, mà cách giải quyết tranh cãi tốt nhất là đừng để nó xảy ra; tôn trọng ý kiến người khác; thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình; hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác; thành thật nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác; điều mọi người mong muốn, hãy đồng cảm với mong muốn của người khác. Mật ngọt trong giao tiếp đó chính là việc luôn bắt đầu bằng một thái độ thân thiện, trình bày một vấn đề,
trình bày vấn đề một cách sinh động. Nếu có ý kiến được mô tả sinh động làm người khác nghe cảm nhận trí tuệ, tinh tế của người nói. Phần 4. Chuyển hóa người khác mà không gây ra sự chống đối hay oán giận. Chuyển hóa người khác là việc làm cực kỳ khó, bởi làm sao có thể giúp chuyển hóa mà không gây ra tranh chấp hoặc oán hận. Hãy đọc ngay phần 4 của nội dung sách Đắc Nhân Tâm để có câu trả lời. Phần 4 với những bài học như: trước khi phê bình hãy khen ngợi, bởi mỗi khi bắt đầu câu chuyện bằng lời khen chân thành. Phê bình một cách gián tiếp cho người khác niềm tự hào, mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm. Gợi ý thay vì ra lệnh, đó là một trong những điều mà bạn cần phải lưu ý trong mối quan hệ của mình. Qua quyển sách này, tác giả khiến chúng ta ngộ ra rằng mọi nguyên tắc ứng xử đều xuất phát từ sự chân thành thì mới thu phục được nhân tâm. Chỉ khi chúng ta có đủ tình yêu thương và sự chân thành trong cách đối nhân xử thế để biết được làm điều hợp lòng với người khác và quan tâm đến cảm xúc của người khác, thì lúc đó chúng ta mới chính là người có nghệ thuật giao tiếp khéo léo. Khi thực sự quan tâm và đủ kiên nhẫn để truyền đạt thì bao giờ chúng ta cũng nhận được những hướng tích cực và thu được kết quả tốt nhất. Đối với bản thân tôi, quyển sách này giúp tôi thay đổi cách nghĩ về những vấn đề trong cuộc sống, giúp tôi có những lựa chọn đúng đắn và đạt được những kết quả mà tôi mong muốn. Ngoài ra, nó còn truyền động lực giúp tôi đứng dậy và đi qua những khó khăn để vươn lên đến thành công. Hãy tìm đọc quyển sách này. Cuối lời kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo, quý phụ huynh, các bạn thí sinh dồi dào sức khỏe. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào.